Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hiện tại thì trước mắt các bác đây em đang có hai chiếc TV của LG có thiết kế khá chi là giống nhau. Và giá thành của nó thì cũng dao động từ 13 triệu đồng lên đến là 17 triệu đồng. Thì trong cái video này em sẽ phân tích cho mọi người sự khác nhau của hai model này và chúng ta nên lựa chọn dòng TV nào để kê cho phòng khách nhà mình với phân khúc 55 inch mọi người nhé. Rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Và em đang có hai chiếc TV phân khúc là 55 inch với thiết kế của nó là chân hình bán nguyệt hoàn toàn giống nhau. Các bác đi mua có thể nhìn thấy cái hình chân như này rất chi là đặc trưng của LG. Nó sẽ được phát hành trên các dòng TV như là 55 Lalo 86 và con 55 UP8100 PTB các bác nhá. Và phía bên tay phải các bác đây, em đang có con 55 UP8100. Và phía bên tay trái em có con 55 Lalo 86. Với giá thành là chênh nhau khoảng độ từ 4 triệu đồng thì các bác sẽ lựa chọn model nào để kê trong phòng khách nhà mình. Và các bác nhìn thấy là khu vực con 55 UP8100 với thiết kế chân hình bán nguyệt rất đặc trưng và có thiết kế tràn ba viền, bàn ba viền. Nhưng mà theo em nhìn thấy thì cái phần viền của con 8100 này nó khá chi là dày mọi nhá. Cái phần viền dưới ria này khá dày mọi nhá. Còn cái phần ở phía bên cạnh này, cái phần của con 55 Lalo 86 này nó làm mỏng hơn. Nó làm mỏng hơn và đẹp hơn. Đó là bằng kim loại. Còn phần này nó chỉ là bằng nhựa thôi mọi người nhá. Của con 81 nó chỉ bằng nhựa thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy phân biệt hai dòng này. Rồi tiếp đến thì các bác sẽ nhìn xuống phần dưới đáy này. Dưới đáy này sẽ có chữ biểu tượng Lalo Cell ở đây. TV Lalo Cell và cái phần viền của dưới này cũng cực kỳ là mỏng. Các phần phía dưới mỏng này, các bác này phần này có thể nhìn chúng ta thấy thô hơn một chút. Thô hơn một chút mọi người nhá. Còn về hai cái phần chân này, hai cái phần chân này thì con chân của con Lalo 86 nó sẽ được thanh mảnh hơn và đẹp hơn. Còn chân của con 80 UP8100 này chân nó to hơn một chút mọi người nhá. To hơn một chút. Thế là cái cảm nhận của em về hai dòng cái thiết kế bên ngoài thì cảm nhận con Lalo 86 thì nó sẽ đẹp hơn rất chi là nhiều. Với số tiền chúng ta bỏ ra thì chúng ta cũng sẽ được một chiếc tivi màn hình đẹp hơn này. Thiết kế ngoài ok hơn. Rồi về phần tính năng bên trong. Vâng, với tấm nền màn hình thì chúng ta sẽ có con 55 UP8100 với tấm nền màn hình 4K và chạy LED nền các bác nhá. Dòng Direct LED thôi. Còn đối với các dòng TV Lalo Cell ở phía bên ngoài này, chúng ta sẽ có tấm nền Lalo Cell. Tấm nền Lalo Cell thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một chiếc TV có độ sắc nét cao hơn và mật độ bóng hình nó đẹp hơn, tương phản tốt hơn so với dòng TV UP8100. Tuy nhiên thì khi mà các bác đi xem những các thước phim ở trên YouTube thì chúng ta cũng sẽ có những sự lựa chọn khác nhau về những giải màu ở phía trên đó. Nó cũng sẽ tương đồng nhau khi chúng ta đi xem hai cái dòng phân khúc như thế này. Với một dòng là 55 Lalo 86 tần số quét là 120. Còn đối với dòng TV UP8100 thì chúng ta chỉ có tần số quét của nó là 60 thôi, 60Hz thôi. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có một chiếc TV Lalo 86 là trải nghiệm mượt mà hơn, tốc độ xử lý hình ảnh tốt hơn. Đấy, những trải nghiệm khác biệt đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy được hai dòng TV này. Hai dòng này thì giống nhau thì chúng ta sẽ có điều khiển thông minh là điều khiển chuột bay và có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt nữa mọi người nhé. Vâng, cả hai dòng này thì sẽ đều sử dụng hệ điều hành webOS mới nhất của LG. Các bác có thể nhìn thấy cái giao diện của nó thì hoàn toàn giống nhau thôi. Và tốc độ xử lý khi mà vào thì con UP8100 nó sẽ vào chậm hơn một chút mọi người nhé. Còn Lalo 86 thì các bác sẽ nhìn thấy nó vào nhanh hơn với bộ chip xử lý mạnh hơn. Đây các bác nhìn thấy, trải nghiệm cũng rất chi là mượt mà thôi. Đây là trải nghiệm trên con UP8100. Đấy, rất mượt mà. Còn con này thì sao? Đây, con này cũng tương tự như vậy mà nhá. Con này thì em chưa có cài đặt mạng, do đó là nó chưa có vào được cái khu vực phía bên trong nó nhanh. Đây, nó vào rất chi là nhanh. Ở phía bên con 55 Lalo 86 thì các bác sẽ có sử dụng con chip là con chip A7 Gen 4. Các bác nhìn thấy A7 Gen 4 dòng thế hệ mới của LG. Nó sẽ giúp cho các bác truyền tải những tốc độ xử lý nó nhanh hơn và mượt mà hơn so với những dòng TV sử dụng dòng TV 4K thông thường như thế này. Đấy. Tuy là chúng ta nhìn cái ngoại hình của hai dòng TV này nó giống nhau, tuy nhiên thì bên trong của các con TV Lalo 86 nó sẽ có chứa đựng nhiều cái tính năng cũng như là thuật toán nó cao cấp hơn.
chúng ta xem thước phim nó sẽ được đẹp hơn và sáng hơn rất chi là nhiều. Và giá thành thì tất nhiên rồi, dòng là 5 năm Nalo 86 bên em đang bán giá rất chi là tốt. Giá trừ về giá cuối cho các bác nó chỉ rơi vào là 17.230. 17.230. Còn đối với những dòng TV như 55 UP8100 ở phía bên này, giá thì cũng rẻ hơn rất chi là nhiều. Với giá chỉ rơi vào là 13.300.000 thôi. 13.300 thì chúng ta sẽ chênh nhau khoảng độ 4 triệu đồng. 4 triệu đồng thôi nhá. Thì các bác nào đang quan tâm đến một trong hai mẫu này có thể nhanh tay liên hệ với bên em. Nếu các bác không quá quan trọng những cái công nghệ thì chúng ta sẽ lựa chọn con UP8100. Vừa giá thành vừa rẻ mà tính năng cũng ổn định và thiết kế cũng không kém gì so với Lalo 86 cả. Ở những dòng này thì bên em sẽ được bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà và đổi mới cho các bác trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất mọi người nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.